Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các bạn. Chúc các bạn vui vẻ, hạnh phúc và thành công. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2021 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tuổi dậu tháng 10 năm 2021 âm lịch chi tiết về các phương diện, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, sức khỏe, cẩm nang vượng vận cho từng tuổi trong tháng mong rằng với những thông tin hữu ích sẽ giúp cho các bạn thay đổi được vận trình của mình tốt hơn. Người tuổi Dậu đón tháng mới với tâm trạng khá nhẹ nhàng và hân hoan khi vận khí trong tháng khá bình ổn, không có khó khăn nào quá lớn. Bạn có sự chuẩn bị tâm thế sẵn sàng nên dù có vấn đề nào xảy ra cũng vẫn tự tin để vượt qua. Với sự hỗ trợ của Nguyễn Lệnh Lâm Trường Sinh, công việc của con giáp này không gặp quá nhiều trở ngại, dù có bạn cũng được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình tháo gỡ vấn đề nhanh chóng. Đây là cơ hội thuận lợi để bạn học tập cách làm việc kinh nghiệm của mọi người xung quanh trong tháng còn có dấu hiệu dịch chuyển thay đổi môi trường làm việc bạn càng năng động sẽ càng may mắn nếu được giao trọng trách hãy cứ tự tin thể hiện bản thân chỗ nào không rõ thì hỏi lại đừng quá lo lắng những điều chưa xảy đến mà bỏ lỡ những cơ hội hiếm có như vậy tài lộc trong tháng cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ làm thêm cũng tăng lên giúp bạn cải thiện cuộc sống con giáp này thoải mái hơn trong việc tiêu pha mua những món đồ mình thích vận trình tình cảm của tuổi cũng dậu rất đáng mong đợi với những tín hiệu khả quan nhất là đối với người độc thân có nhiều cơ hội tìm được người phù hợp cùng quan điểm trong cuộc sống các cặp đôi có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng trong cuộc sống của cả hai tuổi dậu đủ mạnh mẽ để quyết định cho tương lai của mình dù người ngoài có ý kiến thế nào đi chăng nữa tình hình sức khỏe khá ổn định hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng chỉ cần người tuổi này chú ý chế độ ăn uống của mình sao cho đảm bảo an toàn, dinh dưỡng đầy đủ, thì không có vấn đề nào đáng lo. Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen luyện tập thể thao đều đặn hơn để kiểm soát tốt cân nặng. Tử vi tuổi dậu tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Xem tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về phương diện sự nghiệp, đường công danh của bản mệnh đang tiến triển khá hanh thông dù là việc lớn hay nhỏ chỉ cần con giáp này quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp tháng này nguyện lệnh lâm đất trường sinh là một tín hiệu tốt lành cho những nỗ lực của mệnh chủ công việc diễn ra theo đúng kế hoạch kết quả đạt được cũng rất tốt bạn đang ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể với những biểu hiện xuất sắc từ đó có thể đòi hỏi quyền lợi xứng đáng hơn với mình một cách chính đáng hơn nữa tuổi dậu còn là người có trí tiến thủ và tầm nhìn xa trông rộng nên sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội từng bước hiện thực hóa ước mơ khiến ai cũng phải trầm trồ đây là thời cơ hiếm có bởi bạn có thể khẳng định được giá trị của bản thân để gạt bỏ những khó khăn trước đó con giáp này tin tưởng vào bản thân tin tưởng vào lựa chọn của mình nên dần dần mọi khó khăn được tiêu biến con đường phát triển trước mắt cũng càng ngày càng rộng mở tất nhiên đôi lúc vẫn còn một số khó khăn và trở ngại khó tránh rất may là bạn được đồng nghiệp và cả cấp trên trợ giúp tận tình tháo gỡ vấn đề nhanh chóng đây là cơ hội thuận lợi để bạn học tập cách làm việc kinh nghiệm của mọi người xung quanh nên hãy biết cách tận dụng một cách phù hợp nhé trong tháng còn có dấu hiệu dịch chuyển thay đổi môi trường làm việc do chịu ảnh hưởng của dịch mã động tinh bạn càng chủ động sông sáo và năng động sẽ càng may mắn nếu được giao trọng trách hãy cứ tự tin thể hiện bản thân chỗ nào không rõ thì hỏi lại đừng quá lo lắng những điều chưa xảy đến mà bỏ lỡ những cơ hội hiếm có như vậy. Nếu cảm thấy hoang mang, đừng ngần ngại hỏi kinh nghiệm từ người đi trước. Dù đối phương thể làm thay bạn hay chỉ rõ cho bạn từng đường đi nước bước, nhưng chắc chắn những lời khuyên, góc nhìn của người ấy cũng sẽ giúp ích bạn khá nhiều. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về phương diện tài lộc. Tài lộc của tuổi dậu trong tháng 10 âm lịch này cũng được cải thiện hơn trước rất nhiều, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Thực thần xuất hiện giúp bản mệnh nảy ra nhiều ý tưởng kiếm tiền độc đáo, mạnh mẽ tiến hành kế hoạch đã đề ra từ trước đó. Cơ hội đến, con giáp này hãy sáng suốt lựa chọn và đưa ra quyết định đúng đắn để túi tiền ngày càng rủng rỉnh. Nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn sẽ đến trong tháng nếu đang có ý định kinh doanh hay mở rộng công việc làm ăn hãy mạnh dạn tiến hành tỷ lệ thành công cao tuổi dậu khá khéo léo trong các mối quan hệ xã giao đây chính là thời điểm để bạn tận dụng triệt để những mối quan hệ tốt đã tạo lập trước đó rất có lợi cho việc kinh doanh đầu tư trong tháng nhờ vậy không chỉ thu nhập tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ làm thêm cũng tăng lên giúp bạn cải thiện cuộc sống nhanh chóng bạn cũng có thể thoải mái hơn trong việc tiêu pha mua những món đồ mình thích với người làm công ăn lương, bạn có cơ hội khẳng định tài năng, điều đó đồng nghĩa cơ hội thăng chức và tăng lương. Hãy mạnh dạn đề xuất mức lương mong muốn, tỷ lệ được cấp trên phê duyệt là rất cao bởi ai cũng nhìn rõ sự chăm chỉ và nỗ lực thời gian qua của bạn. Xem phi tinh tháng, cát tinh bát bạch ngụ tại cung chính tây. Đây được coi là khu vực vượng tài khí trong nhà, cửa hàng cửa hiệu hay nơi làm việc. Vì thế, bạn có thể cân nhắc đặt biểu tượng tỷ hưu phong thủy tại đây để tăng cường cát khí, thu hút vận may tài chính, thúc đẩy việc kinh doanh, buôn bán thêm thuận lợi. Tử vi tuổi dậu tháng 10 năm 2021 âm lịch về phương diện tình duyên. Tử vi tháng 10 năm 2021 của 12 con giáp âm lịch nhận thấy, vận trình tình cảm của tuổi dậu rất đáng mong đợi với những tín hiệu khả quan nhờ nguyệt lệnh lâm đất trường sinh, điểm báo tình cảm có sự thăng hoa bất ngờ vận đào hoa đương vượng nhân duyên tốt lành ùn ùn kéo tới nhất là đối với người độc thân bạn có thể sẽ phải di chuyển nhiều nhưng đồng thời cũng có nhiều cơ hội tiếp xúc mở rộng mối quan hệ tăng thêm cơ hội tìm được người phù hợp cùng quan điểm trong cuộc sống các cặp đôi có thể tiến gần hơn với những quyết định quan trọng trong cuộc sống của cả hai khi tình cảm ngày càng tăng tiến qua quá trình tìm hiểu thậm chí có cặp đôi còn quyết định tiến tới hôn nhân tổ chức đám cưới ngay trong tháng này tuổi dậu đủ mạnh mẽ để quyết định cho tương lai của mình dù người ngoài có ý kiến thế nào đi chăng nữa. Nhìn chung, gia đạo khá bình ổn. Một vài mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình gây ra những căng thẳng trước đó đều được hóa giải triệt để. Một số cặp vợ chồng cân nhắc đến chuyện sinh con đẻ cái. Tử vi tháng 10 năm 2021 tuổi dậu âm lịch về phương diện sức khỏe. Trong tháng kỷ hợi năm tân sửu này, sức khỏe của người tuổi dậu khá ổn định, hầu như không gặp vấn đề nào quá nghiêm trọng. Dù có dịch mã xuất hiện khiến bạn phải di chuyển khá nhiều, nhưng công việc được giải quyết, đạt hiệu quả và nhiều cơ hội tốt lành nên tinh thần khá thoải mái. Vấn đề duy nhất bạn cần quan tâm là chú ý chế độ ăn uống của mình sao cho đảm bảo an toàn, dinh dưỡng đầy đủ, thì không có vấn đề nào đáng lo. Bên cạnh đó, cần duy trì thói quen luyện tập thể thao đều đặn hơn để kiểm soát tốt cân nặng béo phì là nguyên nhân gây ra những biến chứng sức khỏe, vì vậy không được chủ quan. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi dậu trong tháng 10 âm lịch năm 2021. 1. Đinh dậu, thuộc mệnh hỏa, nam thổ tú, nữ vân hán. Khẩu quyết, chỉ cần con giáp này quyết tâm và theo đuổi tới cùng sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Quý nhân, dần, hợi. Tiểu nhân, mùi, tỵ. Màu sắc may mắn, đen, trắng. 2. Kỳ dậu thuộc mệnh thổ, nam thái âm, nữ thái bạch. Khẩu quyết ngày càng khẳng định được vị thế của mình trong tập thể quý nhân, ngọ thìn. Tiểu nhân, Sửu Mão. Màu sắc may mắn tím, vàng. 3. Tân dậu thuộc mệnh mộc nam thái dương, nữ thổ tú. Khẩu quyết nhiều cơ hội kinh doanh, hợp tác làm ăn sẽ đến trong tháng. Quý nhân, Thìn Tuất. Tiểu nhân, Dậu Thìn. Màu sắc may mắn hồng đỏ. 4. quý dậu thuộc mệnh kim nam thổ tú nữ vân hán khẩu quyết vận trình tình cảm rất đáng mong đợi với những tín hiệu khả quan quý nhân mão tuất tiểu nhân thân tý màu sắc may mắn vàng trắng năm ất dậu thuộc mệnh thủy nam thái âm nữ thái bạch khẩu quyết cần chú ý chế độ ăn uống của mình sao cho đảm bảo an toàn quý nhân thân ngọ tiểu nhân tị tý Màu sắc may mắn: hồng, xanh lá. Các bạn thân mến, trên đây Minh Đường Tử Vi đã chia sẻ về vận trình tử vi của tuổi Dậu trong tháng 10 năm 2021 âm lịch. Hy vọng với những kiến thức chúng tôi vừa chia sẻ, các bạn có thể áp dụng tránh hung hóa cát để lộ trình công việc của mình được thuận lợi, suôn sẻ nhất. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại.